Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em trong cái phần effect này nhé. Một công cụ 3D này, convert shape này, chroma này, distort and transform này và phần path này nhé. Anh em sẽ đi theo một dọc từ đầu đến cuối nhé. Ví dụ nhé, mình sẽ vẽ ra một cái hình vuông như này nè. Anh em giữ shift để được hình vuông này nhé. Tiếp theo là anh em vào phần 3D này, 3D extrude này. Anh em nhìn thấy không? Nó sẽ hình 3D này, hoặc là anh em có thể xoay như này nhá. Đây. Đó. Đấy. Chọn các mặt nhé anh em nhá. Cái này phần này là phần xem hết này. Cái này có thể chọn độ này, nghiêng bao nhiêu này, xoay bao nhiêu này. Xoay theo tâm này. Đây, xoay theo trục dọc này, quay theo trục ngang này. Hoặc là perspective này là nó có độ chéo nha, ví dụ anh em không muốn độ chéo thì thôi nhá. Cái này thì có thể là 142 hay bao nhiêu tùy anh em nha. Cái này bờ nu hay không này. Cái này rồi có thể chọn góc này. Đây mình sẽ chọn góc cho anh em nhé. Nhìn thấy khác không? Đấy. Nó hiện lên đây rồi anh em này. Đây là theo nấc này, cam nấc 3 nấc này. Cái này là anh em có thể chỉnh chiều cao này. Hoặc chiều ngang. Ok nha. Tiếp đến là công cụ thứ hai này. Đó. Nó sẽ chọn là bao nhiêu độ, như 360 gì nhá. Trong này nó vẫn thông số như thế anh em ạ, tùy anh em chọn. Tiếp là đến cái độ rotate của nó nè. Xoay. Tiếp là đến công cụ convert shape nha anh em, vào rectangle nha. Cái này là nó ra 6,35 mini này, hoặc là vào 6,12,7 mini này. Anh em có thể điều chỉnh không? Đây ví dụ hình của mình như này nhá, thì nó ra hoặc vào nhá. Cái này thì nó trên đây là bo góc vuông này, cái này là bo góc tròn này, cái này là bo tròn luôn này, hình elip này. Còn tiếp theo thì cái này là ba công cụ đã xong nhau. Cái chroma này để làm gì? Cái này để ví dụ như các anh em bên bế xén ấy, thì họ sẽ bế theo đường này nhá. Đó, bế theo đường này là được. Còn cái phần đi chút này nữa đấy. Sẽ copy cho anh em một cái thông số như như này nguyên nữa. Đấy. Cái này anh em có thể điều chỉnh hoa này, điều chỉnh hình theo ý mình thích nhé. Ví dụ râu cũng thế nhá. Rồi. Mình chọn màu xanh cho anh em thích nhé. Ví dụ như là chọn zig zag đi. Đó, anh em chọn theo hình zig zag này. Cái này hữu hiệu cho anh em việc vẽ nhé. Pen thì nó dễ hơn. Đến công cụ 3 này, Path này, Offset này. Ví dụ nó ra bao nhiêu này, ra 4 hoặc là ra 9 này. Đứng tìm ví dụ cái hình này mình cho nó ra này,
Đấy, nó ra 4 này. Hoặc là bo tròn này, hoặc là vạt này. Đấy, tùy anh em thích nhá. Công cụ tổng hợp 4 cái công cụ này thì anh em có thể 4 vào đây này, Xtrude này, 3D này. Cái này là xoay bo tròn góc này. Chroma để in ấn nha. Cái này để vẽ pen theo hình zig zag rồi hình tròn hoặc là gì đấy nhá. Cái này path này, offset theo path này. Đấy, chạy ra chạy vào này. Anh em hãy nhớ subscribe kênh cho mình nhá. Xin chào mọi người.